mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Thời sự 24 giờ HD và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Hành trình triệt phá vén bức màn bí ẩn của câu lạc bộ tình người. Quý vị thân mến, thực hiện chỉ đạo của ban biên tập báo Đại Đoàn Kết, trực tiếp là quyền tổng biên tập Lê Anh Đạt, đầu năm 2021, nhóm phóng viên đã bắt đầu quá trình điều tra những góc khuất của câu lạc bộ tình người thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển trí tuệ cộng đồng có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Sau nhiều ngày thâm nhập, điều tra, thu thập tư liệu, tham vấn ý kiến của các chuyên gia luật pháp, nhóm phóng viên đã thu thập được nhiều nguồn tư liệu khổng lồ để viết lên những hoạt động khoác áo từ thiện của câu lạc bộ tình người. Mặt nạ rơi dần. Kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2021, báo Đại Đoàn Kết đăng loạt bài về hoạt động khoác áo từ thiện của câu lạc bộ tình người thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển trí tuệ cộng đồng. Báo đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc trong cả nước hoan nghênh, ủng hộ và bày tỏ bức xúc trước những hoạt động của câu lạc bộ này. Nhiều cơ quan chức năng, nhiều cơ quan truyền thông cũng đã vào cuộc. Những bài viết này đã công phá vào thành trì câu lạc bộ tình người, nơi vốn đã từng bị báo chí phản ánh về những sai phạm có màu sắc mê tín dị đoan từ các năm trước, nhưng không hiểu sao lại rơi vào im lặng. Báo có nêu rõ, không chỉ rốt ráo truyền bá mê tín dị đoan, câu lạc bộ tình người còn được mệnh danh là gà đẻ trứng vàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển trí tuệ cộng đồng bởi hàng loạt các chiêu trò thông qua hình thức trải nghiệm, kinh doanh vật phẩm tâm linh. Tất cả đều được lên kế hoạch hết sức tinh vi. Không chỉ vậy, loạt bài còn cung cấp tới bạn đọc thông tin về việc sau những màn tâm linh mang màu sắc ma mị tham gia trải nghiệm, tạo phúc, không ít những người tham gia câu lạc bộ tình người dần sa vào u mê, bỏ bê gia đình hoặc mang tài sản đến phát tâm, gieo duyên. Từ đây, một loạt bi kịch gia đình được hé lộ. Kể từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 5 tháng 5, với tinh thần đi tới cùng của sự việc, báo Đại Đoàn Kết đã tổ chức hàng loạt kỳ nhật báo, mỗi kỳ có từ 2 đến 5 trang để làm rõ các góc khuất của câu lạc bộ tình người. Những ngày qua, tòa soạn báo Đại Đoàn Kết thực sự bước vào một cuộc chiến phủ chính diệt tà. Những người làm báo Đại Đoàn Kết xác định làm hết sức mình vì lẽ phải, đấu tranh với cái ác để vun đắp cái thiện, để xã hội ngày càng lành mạnh, bình yên. Không chỉ vậy, dưới sự chủ trì của nhà báo Lê Anh Đạt, báo Đại Đoàn Kết đã tổ chức các buổi tọa đàm với chủ đề trực tuyến, thực hành tâm linh, cách nào tránh u mê vào ngày 1 tháng 4 với sự tham gia của giáo sư sử học Lê Văn Lam, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ trì Thường trực Chùa Bái Đính Tam Trúc. Tọa đàm đã thu hút hàng vạn lượt độc giả tiếp cận để làm rõ về những hoạt động tín ngưỡng tâm linh. Trong buổi tọa đàm, giáo sư Lê Văn Lan khẳng định, việc câu lạc bộ tình người truyền bá và gieo rắc thông tin mỗi người có 70 vong theo là nhảm nhí và cần phải xử lý. Theo giáo sư Lê Văn Lan, việc nói về cửa địa ngục mở rồi vong lên trần là đe dọa người khác. Tội lỗi ở chỗ nó làm cho người ta khiếp nhược của người nguyên thủy không thể là nỗi khiếp nhược của người hiện đại. Huống chi người ta còn dùng cả từ mạt, mạt pháp, nếu dùng đến từ mạt vận, tức là anh chạm tới quốc gia, xã hội, tới thời đại. Tôi không hiểu tại sao những cơ quan có trách nhiệm lại để xảy ra chuyện phỉ báng thời đại mà lại mang tính đe dọa người dân. Giáo sư nói và kiến nghị, cơ quan có trách nhiệm phải hành động ngay để chấm dứt việc này. Ngày 19 tháng 4 năm 2021, buổi tọa đàm trực tuyến trách nhiệm công chức trước hoạt động mê tín dị đoan. Tham dự buổi tọa đàm có giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông Lê Như Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 13, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội khóa 14. Những vấn đề về hoạt động của câu lạc bộ tình người được báo Đại Đoàn Kết điều tra, phản ánh trong thời gian qua đã được các vị khách mời phân tích làm rõ. Buổi tọa đàm thu hút gần 100.000 lượt độc giả tiếp cận và nội dung buổi tọa đàm được hàng chục tờ báo lớn thông tin. Tọa đàm đã ghi nhận nhiều ý kiến đánh giá, nhận định mạnh mẽ của các vị khách mời. Giáo sư Hoàng Chí Bảo khẳng định, việc câu lạc bộ tình người tuyên truyền tới hàng vạn người, đây là thời mạt, mạt vận là điều không thể chấp nhận, mang ý đồ đen tối, xấu xa về chính trị, phá hoại sự nghiệp đổi mới. Với sự vào cuộc của cơ quan chức năng như Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các vị thượng tòa, các vị đại biểu quốc hội, các luật sư và nhiều nhân chứng đã từng lâu năm ở câu lạc bộ tình người. Báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh chân tướng thực của việc núp sau vỏ bọc từ thiện của câu lạc bộ này.
loạt bài báo trên báo điện tử và nhật báo Đại Đoàn Kết đã phần nào giúp bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh và chân xác về câu lạc bộ tình người khoác vỏ bọc từ thiện để truyền bá mê tín dị đoan. Vì vậy, nhiều người đã và đang tham gia tổ chức đã quyết định bước qua nỗi sợ hãi mà câu lạc bộ này gieo rắc như vong theo nghiệp quật để rời bỏ câu lạc bộ và sẵn sàng đứng ra làm chứng, cung cấp thông tin cho báo Đại Đoàn Kết để cùng nhau tiếp tục hành trình đi tới cùng sự việc. Rất nhiều những người từng là nạn nhân của câu lạc bộ tình người cho biết họ phải trải qua một quãng thời gian dài để có thể tái hòa nhập cuộc sống. Việc tham gia vào câu lạc bộ tình người là một biến cố lớn, một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời họ. Chính bởi vậy, họ đã chia sẻ câu chuyện của mình, kết nối với nhau và dùng nhiều cách giúp những người đang hoạt động tại câu lạc bộ tình người thoát khỏi nó. Nhiều người tiếp cận thông tin báo Đại Đoàn Kết cho biết họ đã nhận ra chính mình là nạn nhân của câu lạc bộ này, nơi vốn họ tin tưởng trao niềm tin sẽ là nơi lan tỏa yêu thương. Vì vậy, việc tham gia câu lạc bộ tình người với những ý niệm tốt đẹp để đóng góp cho xã hội, tương trợ những hoàn cảnh khó khăn, nhiều người đã ngộ ra rằng họ bị bướng vào bẫy trả nghiệp, gieo phúc, sẵn sàng bỏ hết gia tài, thậm chí vay nợ tiền tỷ cho các hoạt động mê tín. Không chỉ đồng thuận, ủng hộ, cổ vũ báo Đại Đoàn Kết, bạn đọc và dư luận còn mạnh mẽ bày tỏ chính kiến. Những hoạt động ở câu lạc bộ tình người là những hoạt động mê tín dị đoan và đề nghị Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc điều tra làm rõ những hoạt động đó. Ngày 16 tháng 4, sau loạt bài điều tra độc quyền của báo Đại Đoàn Kết về hoạt động của câu lạc bộ tình người, rất nhiều cựu thành viên của câu lạc bộ này đã gửi thư cảm ơn tới tòa soạn vì đã giúp họ nhận thức rõ bản chất, mánh khóe của tổ chức này. Trong thư gửi tới báo Đại Đoàn Kết, rất nhiều cựu học viên của câu lạc bộ tình người, những người tự nhận là nạn nhân của câu lạc bộ tình người đã gửi lời cảm ơn về loạt bài phóng sự độc quyền, vén bức màn bí ẩn tại câu lạc bộ tình người do báo Đại Đoàn Kết đăng tải. Thông qua loạt bài này, những người đã từng tham gia câu lạc bộ tình người có cơ hội chia sẻ và lên tiếng về các hoạt động tuyên truyền tư tưởng đi ngược lại với thuần phong mỹ tục có dấu hiệu trái pháp luật của câu lạc bộ tình người. 1. Câu lạc bộ hoạt động dưới màu sắc tâm linh dẫn dắt con người vào con đường mê tín dị đoan. Những độc giả cũng bày tỏ lời cảm ơn vì báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh những hoạt động của một tổ chức công khai tồn tại đến 10 năm với quy mô 100.000 học viên, khiến không ít người lệch lạc về tư tưởng, mê tín dị đoan, rơi vào vòng xoáy của tâm linh, sự ám ảnh không nhỏ và cuối cùng là phải trả nợ tạo phúc bằng tiền bạc. Sau loạt bài điều tra độc quyền của báo Đại Đoàn Kết, vén bức màn bí ẩn câu lạc bộ tình người mang màu sắc ma mị giữa thủ đô, phản ánh về hoạt động truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi từ hoạt động từ thiện được dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày qua. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, câu lạc bộ tình người đã đưa ra thông báo ngưng hoạt động, rời trụ sở chính và đóng hotline. Ngày 15 tháng 4 năm 2021, theo thông báo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ tình người Mifaco thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phát 2 sẽ chấm dứt hoạt động giữa thời điểm mà câu lạc bộ đang vướng những lùm xùm về cách thức hoạt động và những tư tưởng, tài liệu mà câu lạc bộ này truyền bá. Cơ quan chức năng vào cuộc, ngày 27 tháng 3, sau một ngày nhật báo Đại Đoàn Kết bắt đầu khởi đăng loạt bài vén bức màn bí ẩn câu lạc bộ tình người mang màu sắc ma mị giữa thủ đô, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn số 420 CVVPTU về việc xác minh, kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về hoạt động của câu lạc bộ tình người. Theo nội dung công văn, thời gian qua, báo điện tử Đại Đoàn Kết đã có loạt phóng sự điều tra về hoạt động của câu lạc bộ tình người thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển trí tuệ cộng đồng, địa chỉ trụ sở tại Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, có tính chất mê tín dị đoan với nhiều thành viên tham gia. Về việc này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao cán bộ Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung thông tin báo Đại Đoàn Kết phản ánh, xử lý nghiêm việc vi phạm của các quy định pháp luật nếu có, báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy. Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh đã giao Ban Tôn giáo thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, quận Cầu Giấy, chủ trương kiểm tra sự việc nêu tại nội dung bài báo trên, xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo thành phố, đồng thời có văn bản phúc đáp đến báo Đại Đoàn Kết theo quy định.
tham mưu đề xuất biện pháp quản lý, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nội dung vượt thẩm quyền. Trước đó, cơ quan chủ quản tòa nhà số 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội đã có công văn đề nghị câu lạc bộ Tình Người dừng mọi hoạt động tụ tập đông người kể từ ngày 24 tháng 3, đồng thời cũng có công văn gửi công an phường Yên Hòa đề nghị hỗ trợ giám sát. Ngày 29 tháng 3, trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn Kết, Tiến sĩ Trần Thị Minh Thu, vụ trưởng vụ tín ngưỡng và các tôn giáo khác, Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng các hoạt động tuyên truyền về nỗi sợ hãi như mỗi người có 70 vong theo, vong khôn hơn người 70 lần của câu lạc bộ Tình Người là lợi dụng tín ngưỡng truyền bá mê tín dị đoan, cuốn pháp bảo có nhiều nội dung vi phạm pháp luật. Tại công văn trả lời báo Đại Đoàn Kết, Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục khẳng định lại những nhận định này. Ngày 29 tháng 3, tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã chủ trì cuộc họp nhằm xác minh, thẩm định thông tin liên quan đến hoạt động của câu lạc bộ Tình Người, đồng thời đưa ra đánh giá, nhận định về tổ chức, hoạt động của câu lạc bộ Tình Người và các biểu hiện vi phạm pháp luật, định hướng công tác phối hợp với các ban, ngành, chức năng liên quan để tập hợp thông tin và đề xuất xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Ngày 29 tháng 3, trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn Kết, ông Bùi Việt Bắc, Giám đốc Nhà xuất bản Hồng Đức cho biết, hiện Nhà xuất bản Hồng Đức đã nhận được công văn từ Cục xuất bản, in và phát hành về việc đình chỉ phát hành cuốn sách Tạo hóa ban tặng nền tảng trí tuệ cho nhân loại để thẩm định về nội dung. Công văn được ký ngày 26 tháng 3 năm 2021. Ngày 30 tháng 3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc làm rõ các nội dung liên quan đến giáo lý Phật giáo trong các ấn phẩm, chia sẻ của tổ chức câu lạc bộ Tình Người. Ngày 30 tháng 3, trong công văn trả lời báo Đại Đoàn Kết về việc hoạt động liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo của câu lạc bộ Tình Người, Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, câu lạc bộ Tình Người không phải là tổ chức tín ngưỡng tôn giáo, những người đứng đầu câu lạc bộ không phải là chức sắc, chức việc tôn giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, phương thức hoạt động của câu lạc bộ biểu hiện dưới dạng đa cấp tâm linh. Những người tham gia tại đây sẽ được yêu cầu đi gieo duyên cho người thân, bạn bè nhằm mở rộng quy mô của câu lạc bộ. Núp bóng các hoạt động thiện nguyện và những khẩu hiệu cho đi là còn mãi, lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng, được nêu trong tôn chỉ, mục đích hoạt động, câu lạc bộ đã tiếp tay cho việc tuyên truyền kiến thức tâm linh không có căn cứ. Từ đây, các thành viên được chỉ định phải bỏ tiền làm từ thiện để giải nghiệp hoặc chi tiền để câu lạc bộ mua hộ, đặt hộ những bộ đồ thờ bằng đồng được quảng cáo là có tính thiêng đặc biệt với giá tiền đắt gấp nhiều lần so với ngoài thị trường. Mặc dù kêu gọi từ thiện, nhưng các hoạt động này lại không được công khai mà chủ yếu qua hình thức truyền tai, nhắn tin từ người này sang người khác. Việc quyên góp cũng chỉ được làm âm thầm, bí mật, không được tiết lộ cho gia đình, người thân. Ngày 31 tháng 3, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vừa qua báo Đại Đoàn Kết có loạt bài điều tra về câu lạc bộ Tình Người, câu lạc bộ này có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng việc làm từ thiện để chiếm đoạt tài sản và trục lợi, hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh thành phố. Bộ Công an đã tiến hành điều tra về hoạt động của câu lạc bộ này hay chưa? Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Sô cho biết, qua công tác nghiệp vụ và thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, Bộ Công an đã nắm được tình hình về hoạt động của câu lạc bộ Tình Người liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, chỉ đạo Công an Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các ban ngành có liên quan để xác minh làm rõ. Nếu có sai phạm, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 2 tháng 4, tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức chủ trì cuộc họp cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cục A02 Bộ Công an, Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện ban ngành liên quan của thành phố Hà Nội và quận Cầu Giấy về các vấn đề liên quan đến hoạt động của câu lạc bộ Tình Người. Sau khi tiếp nhận phản ánh của dư luận và báo chí về hoạt động của câu lạc bộ Tình Người trên địa bàn thành phố Hà Nội có biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan và trục lợi, các cơ quan chức năng đã tiến hành trao đổi, phối hợp công tác nhằm tìm hiểu, thu thập thông tin, trên cơ sở đó nhận diện, xác minh hoạt động của câu lạc bộ Tình Người và xem xét các biểu hiện có dấu hiệu nghi phạm pháp luật. Ngày 2 tháng 4, đại diện Ban Tôn giáo Hà Nội cho biết Hà Nội sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thanh kiểm tra những hoạt động liên quan đến câu lạc bộ Tình Người. Ông Nguyễn Anh Dũng, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông tin, thành phố đã giao cho Ban Tôn giáo chủ trì cùng với Công an quận Cầu Giấy, các ngành kiểm tra tham mưu cho thành phố. Tôi được biết, quận Cầu Giấy cũng đã có văn bản báo cáo sơ bộ về câu lạc bộ này. Về việc này, thành phố sẽ giao cho Ban Tôn giáo Hà Nội tổng hợp để có một báo cáo cụ thể.
Ngày 7 tháng 4, sau loạt bài điều tra độc quyền của báo Đại Đoàn Kết, vén bức màn bí ẩn câu lạc bộ tình người mang màu sắc ma mị giữa thủ đô, phản ánh về hoạt động truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi từ hoạt động từ thiện được dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày qua, câu lạc bộ tình người đã đưa ra thông báo tạm ngưng hoạt động, rời trụ sở chính và đóng hotline. Trung tuần tháng 4 năm 2021, Ủy ban thành phố Hà Nội đã nhận được báo cáo số 74 BCUBND của quận Cầu Giấy về công tác kiểm tra hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại câu lạc bộ tình người trước những nghi vấn truyền bá mê tín dị đoan và lợi dụng tâm linh để trục lợi được báo Đại Đoàn Kết phản ánh thời gian qua. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về câu lạc bộ tình người có nêu rõ, một số cộng tác viên tham gia tích cực tại câu lạc bộ này là chỉ huy, nguyên chỉ huy trong lực lượng công an và cơ quan trọng yếu của nhà nước. Báo cáo nêu, ngày 26 tháng 3 năm 2021, sau khi có thông tin phản ánh của báo Đại Đoàn Kết, Ủy ban Nhân dân quận đã ban hành văn bản số 11 UBND-VP ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao các phòng ban liên ngành của quận Cầu Giấy và Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa kiểm tra và báo cáo các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực quản lý. Điều đáng nói là theo điều tra của lực lượng chức năng quận Cầu Giấy, câu lạc bộ sử dụng hình ảnh, uy tín của một số cán bộ đã nghỉ hưu, có chức vụ trong các cơ quan nhà nước để tuyên truyền quảng bá hình ảnh. Đáng chú ý, hiện nay một số cộng tác viên tham gia tích cực lại là chỉ huy, nguyên chỉ huy trong lực lượng công an và cơ quan trọng yếu của nhà nước. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy nêu rõ, câu lạc bộ tình người khuyến khích người tham gia thắp hương tại nhà riêng và dâng lễ bằng tiền thật mỗi ngày. Đến tháng 7 âm lịch, thành viên được đề nghị dùng số tiền đã dâng lễ làm từ thiện tại chùa hoặc tại câu lạc bộ. Ai khó khăn về tài chính không đóng góp nhiều được thì đề nghị đến câu lạc bộ dọn dẹp vệ sinh, làm các công việc hỗ trợ, tư vấn. Về nguồn tiền từ thiện từ các cộng tác viên, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy thừa nhận chưa nắm thông tin và chỉ có thành phần chủ chốt của câu lạc bộ mới biết chính xác. Theo Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, từ đầu năm, số thành viên của câu lạc bộ tình người giảm mạnh. Trước đây, một lớp chia sẻ thường có từ 150 đến 200 người, đến nay chỉ còn từ 50 đến 70 người. Nguyên nhân là thông tin trên mạng xã hội lan truyền rộng rãi, tạo nên sự nghi ngờ về hoạt động của câu lạc bộ. Đến nay, cơ quan chức năng của quận đã thu thập được một số tài liệu mà câu lạc bộ dùng để giảng dạy và chia sẻ. Các tài liệu này có nội dung tôn giáo tâm linh hỗn hợp và chỉ một số tài liệu được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Cơ quan chức năng nhận định, phần lớn người tham gia có xu hướng bỏ bê công việc, gia đình, chỉ tập trung vào hoạt động do câu lạc bộ tổ chức. Quận cũng ghi nhận gia đình của người tham gia bức xúc với việc sử dụng tài sản của gia đình vào các hoạt động của câu lạc bộ. Ngày 5 tháng 5 năm 2021, bên lề cuộc họp báo thường kỳ chính phủ tháng 4 diễn ra chiều tối cùng ngày, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, những giáo lý của câu lạc bộ tình người mang màu sắc cực đoan, mê tín dị đoan. Bộ Công an đang trong quá trình điều tra làm rõ các hoạt động vi phạm pháp luật của câu lạc bộ này và sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Hiệu ứng truyền thông, loạt bài điều tra hoạt động ma mị của câu lạc bộ tình người ngay giữa thủ đô do báo Đại Đoàn Kết thực hiện đã thu hút hàng vạn độc giả qua các kênh nhật báo của Đại Đoàn Kết điện tử, fanpage của báo và tạo nên một làn sóng mạnh mẽ làm rõ các góc khuất của câu lạc bộ tình người. Luồng thông tin phò chính diệt tà không chỉ lôi cuốn báo chí chính thống mà cả mạng xã hội, tất cả đều bày tỏ chính kiến, đều mạnh mẽ vào cuộc, chung một mục tiêu, một chí hướng. Trên mạng xã hội Facebook, người dùng không chỉ lên án những sai phạm tồn tại lâu dài của câu lạc bộ này mà còn chủ động cung cấp thông tin, sẵn sàng làm nhân chứng tố cáo các hoạt động của câu lạc bộ tình người. Ngày 29 tháng 3, chương trình Alo buổi sáng của VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam bắt đầu loạt phóng sự 3 kỳ, sự thật về tổ chức mang tên câu lạc bộ tình người. Ngày 30 tháng 3, kênh VOV1, kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam lên sóng phát thanh loạt phóng sự 3 bài câu lạc bộ tình người, nơi chia sẻ trí tuệ hay mê tín dị đoan và đa cấp. Ngày 30 tháng 3 tới ngày 2 tháng 4, báo điện tử Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam khởi đăng loạt bài đa cấp tâm linh khi mê tín lừa đảo khoác áo từ thiện tình người. Với các kỳ 1, bài 1, ma trận mê tín dị đoan dưới vỏ bọc lớp học trí tuệ. Bài 2, thâm nhập câu lạc bộ tình người, đa cấp mê tín dị đoan và trốn thuế. Bài 3, tuyên truyền về ma quỷ, vong tà qua pháp bảo. Bài 4, hoạt động đa cấp tâm linh dưới góc nhìn luật pháp. Ngày 28 tháng 3, báo điện tử Vietnamnet thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông bắt đầu với bài viết ngàn người tháo chạy khỏi câu lạc bộ tình người, tiếp đó là bộ đồ thờ giá 120 triệu
và những bí mật bên trong câu lạc bộ tình người, nêu rõ những lý thuyết mà câu lạc bộ tình người giao giảng trái ngược hoàn toàn với thực tế. Mục đích chính của họ là khiến người tham gia phải cống nạp vật chất, càng nhiều tiền càng được trọng dụng. Ngày 28 tháng 3, báo điện tử VTC thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng lên loạt bài nghìn người tháo chạy khỏi câu lạc bộ tình người. Ngày 30 tháng 3, báo Phụ nữ Việt Nam, cơ quan trung ương của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng bắt đầu loạt bài ba kỳ cựu thành viên câu lạc bộ tình người kể về những bí mật sau vỏ bọc truyền bá trí tuệ. Tâm sự cay đắng của vợ chồng từng tham gia câu lạc bộ tình người, bán nhà vì sợ nghiệp quật. Câu lạc bộ tình người đã gieo vào đầu các học viên những gì khiến họ người sống chết ủng hộ. Còn rất nhiều cơ quan báo chí đã vào cuộc cùng đấu tranh với cái xấu để xây dựng những điều tốt đẹp. Trên mạng xã hội, làn sóng tin tức, ý kiến chia sẻ có thể nói là từng giờ, từng phút.